người phải có nhận thức đúng và đầy đủ về dịch bệnh. Hãy nói không với những thông tin chưa được kiểm chứng, nói không với những hành động like và chia sẻ những thông tin sai lệch về dịch bệnh gây hoang mang dư luận. Hãy tự nâng cao sức khỏe để phòng chống dịch bệnh. Chúng ta cùng nhau đoàn kết, quyết thắng đại dịch bằng tinh thần Việt Nam. Xin chào, chúng tôi muốn mọi người có một lối sống khỏe mạnh. Và đạt được điều đó, chúng ta cần năng động. Bất kể hoàn cảnh nào, ngay cả các đối thủ cũng cần hợp tác với nhau.